Bây giờ giả sử chúng ta muốn làm gõ cần chôn gì đó để chúng ta vào cái phần sổ khất khi này em tìm đến cái sổ khất khi cần chôn n đi ví dụ là cần chôn n tìm đến cần chôn n à, cần n à, em thấy ra chỉ cần chôn n cái bên nào đây là sổ khất khi bây giờ chúng ta muốn gắn lại cho nó này thì các em làm tương tự như bút tông chúng ta nhấn vào từng cái chúng ta double click hoặc là em vào event em nhấn vào click thì theo thầy thì dùng double click nó lẹ hơn ví dụ bây giờ thầy muốn là double click và exit double click thì ra cái sự kiện này giống như bút tông thôi do đó nó rất là đơn giản vì như exit thầy đơn giản thầy gọi lệnh là close và thầy chạy lên ha bấm start thì chúng ta chờ visual nó biên dịch nó chạy lên cái phần mềm chúng ta vừa thiết kế thì sau đó chúng ta sẽ dùng chuột chúng ta click vào cái exit hoặc là chúng ta gõ phím tắt là alt f4 ví dụ bây giờ trong file này đúng không? ta nhìn thấy là alt f4 này new này new project này ví dụ bây giờ thầy nhấn ta nhấn vào cái exit nó thoát bây giờ chúng ta có thể dùng phím tắt ví dụ chúng ta chạy lên nè bấm phím tắt là alt f4 em thấy không thì nó cũng tự động nó tắt rồi ta bấm start bây giờ chúng ta gắn cho sự kiện là new Đấy đó thì làm tương tự thôi ạ. Chúng ta có thể gõ là cần cho n thì tự động nó sẽ làm một chức năng là new gì đó. Ví dụ như là em tạo một cái màn hình để tạo cái new project thì em chỉ cần là cần cho n thì nó sẽ mở cái màn hình nó lên. thấy ví dụ ạ. À. Giả sử bây giờ chúng ta làm một cái màn hình để đặt tên như sau à. bấm chuột phải ạ, và S để em chọn là Windows Form. Đặt tên tại là FRM New cái project Rồi trong này à chúng ta làm cái nhãn gì đó đi ở đây, ở đây chúng ta gõ đại vô đó là đây là màn hình thêm rồi đấy ví dụ vậy à, để chúng ta thực hiện cái lệnh thôi về từ cái màn hình chính ban đầu ta double click vào cái new project chúng ta chỉ cần gọi là mà new project à. bằng new chúng ta gọi là frm chấm sâu lên chúng ta ngó coi chạy này bấm start gần cho nên Em thấy không tự động nó ra cái màn hình này thay vì chúng ta phải vào file new new rồi là chúng ta các phím gõ tắt thôi như vậy nó rất là tiện lợi nó rất là tiện lợi như vậy là tới đây thầy đã demo xong cái vấn đề là sử dụng cái menu như thế nào vậy các em cần làm lại thứ nhất là phải biết kéo thả ra rồi chúng ta muốn nhập cái menu cho từng cái thành phần như thế nào rồi gắn lệnh cho nó rồi thêm cái hình ảnh rồi thêm cái shortcut khi thì bây giờ chúng ta làm lại để chúng ta hiểu thêm về cái menu á bây giờ chúng ta sẽ qua cái menu mới đó là cái còn test menu tại vì thông thường trong cái phần mềm á thì chúng ta có các nút gọi là còn test menu cụ thể là còn test menu là như thế nào ví dụ ta bấm chuột phải này nó ra này những cái này người ta gọi là còn test menu Vậy thì chúng ta coi lại slide Sau đó chúng ta sẽ demo cố định nha Em để ý là Còn menu là một cái menu ngữ cảnh Nghĩa là chúng ta bấm chuột phải vào một cái cần control bất kỳ nào đó trên giao diện Thì nó sổ ra một nhóm các chức năng Ngay chỗ mình click thì cái đó gọi là cái còn menu Thì còn menu nó rất là hữu dụng Nó sẽ giấu những cái lệnh mà chúng ta có thể thường xuyên xài để nó tiết kiệm cái không gian thì cần nó bấm chuột phải thôi nó ra gì đó à, ví dụ riêng bản thân uh, này à, bản thân cái bao boy này em để ý này chúng ta cũng có cái chức năng gì ta bấm chuột phải này nó sổ ra đây này cái này người ta gọi là còn menu thì tương tự như vậy giả sử như trong phần mềm của ta có chữ còn test menu thì nhấn chuột phải vào thì nó sổ ra một menu như thế này này thì menu như như này người ta gọi là menu ngữ cảnh còn test menu mà thường chúng ta không nên dịch cho tiếng việt chúng ta để nguyên là còn menu thì cách kéo thả cách sử dụng tương tự như menu mà chúng ta vừa làm à, tức là thiết kế cho menu như thế nào thì còn test menu tương tự như vậy thì em cứ kéo thả ra à, chúng ta cũng thể gì nhập trực tiếp mà vô phần thai here đó chúng ta nhập trực tiếp như này hoặc là chúng ta vào nhóm nhóm lệnh items nó nhấn vào và chúng ta à, thiết kế bình thường giống như menu bình thường à, tương tự là sau khi làm xong thì chúng ta có thể gắn sự kiện cho nó bằng cách chúng ta vào cái nhóm event chúng ta làm như nó Nhóm Event, ta sẽ viết sự kiện nó thì uh, có thể chúng ta double click trực tiếp vào cái menu item trên cái content menu chúng ta xử lý luôn Giống như menu bình thường thôi, do đó những em nào mà hiểu cái cách làm menu trip rồi Thì qua content menu nó tương tự, nó không khác gì cả Thì nó chỉ khác ở chỗ đó là cái thời điểm hiển thị và cái vị trí hiển thị Cái menu là luôn luôn ở góc trên cùng Còn content menu là chúng ta bấm chuột phải vào cần chỗ nào, nó sổ ra thì cái đó gọi là content menu Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta demo cho cái content menu giả sử từ màn hình chính này ví dụ bây giờ thầy kéo một cái bút tông ra giờ thầy vào cái nhãn property thầy gõ là right click và right bấm chuột phải tiền số ra như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần vào cái nhóm menu toolbar em kéo cái content menu trip ra cho thầy kéo đã thì nằm dưới này này ta ta để ý thấy không menu trip thì nó ở bên trên dĩ nhiên là chúng ta có thể đốc cái cái menu trip ở bên trái bên phải ở bên dưới nhưng mà theo khoa học thì chúng ta nên để phía bên trên rồi chúng ta quay lại content menu này thì ta nhập vô đây là giả sử thành cho là Red rồi green chọn màu đi gì đâu như vậy trong toàn cái menu thầy có ba cái menu con đó là red green gì đâu tương tự như menu thì chúng ta có thể gì à, làm thêm các menu con bên trong nó đó này đó, như vậy chúng ta muốn menu con này thì em tiếp tục nhập vào thôi rồi như vậy là chúng ta để ý là trong cái còn test menu thầy có 3 phần tử bây giờ làm sao chúng ta gán cái còn test menu cho cái button right click này thì các bước mà gán cái còn test menu cho nó chúng ta làm như thế nào Ở bước số 1 là trước tiên chúng ta phải có một cái còn test menu trước bước thứ hai đó là gán cho nó thông qua thuộc tính sau ta nhấn vào cần trôn trước ta tìm tới cái thuộc tính gọi là còn test menu ship ta chọn tới tên nó thôi thì chúng ta bấm vào cái combo box này này ta tìm thấy là còn test menu trip thì bên này nó có kéo qua này em để ý không bên này nó có là còn test menu trip vậy nó sẽ đẩy qua bên này theo đúng cái tên theo đúng cái tên là theo cái còn test menu trip chỗ này, này, thì tự động nó hiểu là bấm cho phải ví dụ bây giờ chúng ta chạy lên này ta bấm start bấm cho phải em theo red green yellow tương tự em có thể gì gắn cái hình ảnh giống như trong menu file thì thầy đã hướng dẫn rồi chúng ta tự làm ha chúng ta sẽ vào vào cái image chúng ta chọn đến cái hình nào đó mà chúng ta mong muốn bây giờ làm sao chúng ta bấm vào red uh, green yellow thì tự động nó hiểu để nó nó tô màu đỏ tô màu xanh tô màu vàng cái bút tông này từ chúng ta gắn sự kiện cho nó đó thì đầu tiên chúng ta sẽ vào còn test menu chúng ta double click vào red này ví dụ bây giờ làm sao mà biết được cái control nào đang dùng tại vì có nhiều control dùng mà ví dụ bây giờ là uh, trên giao diện thầy cũng có thêm một cái cái bút tông khác Mình ra Ví dụ bây giờ chúng ta là à, bấm Bấm mau phải vào tui Đấy. Thì chúng ta cũng có gì Cũng chỉ là cái con test menu là chờ tới này Như vậy rõ ràng là ở đây chúng ta Nhiều control cùng sử dụng một cái con test menu đều được Nó chạy lên này ta Bấm chuột phải nó cũng ra Bấm phải vào đây nó ra Như vậy vấn đề là là cái control nào đang được bấm chuột phải thì chúng ta phải xử lý thôi và chúng ta quay lại cái coding để kiểm tra nữa. làm sao biết được ta sẽ có gì là còn test menu chúng ta gọi lệnh là sụt cần trôn là sụt cần trôn ở đây chúng ta có là một cái bút tông ạ a bút tông cái số control là nó cho chúng ta biết là cái control nào được bấm chuột phải. Thì tự động nó sẽ trả về đúng cái 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 control đó. Ở đây chúng ta đang sử dụng là um, bút tông thì cho đó chúng ta ép về bút tông. Để đây chúng ta đổi màu thôi, gọi là btn Big color Với màu đỏ thì chúng ta là color.red. Và chúng ta thử chạy lên ạ. Bấm start em bấm chuột phải em chọn red đó, thì nó tự động hiểu là cái right nó màu đỏ Tương tự qua cái bấm chuột phải vào tui Chọn red Như vậy rõ ràng là Nó hiểu được là cần control nào đang được bấm chuột phải Thông qua cái thuộc tính đó là chuột control Đấy, Chúng ta chú ý à Vậy chuột control trong cái context menu Nó sẽ trả về cho ta là cái cần control nào đang vừa được nhấn chuột phải Tương tự bây giờ chúng ta có thể làm cái sự kiện cho cái Zillow đi ạ à. Cái ring chúng ta tự làm Cái Zillow thì chúng ta cũng làm là Cái bút tông là cái btn bằng cái con test menu trip so chấm control cần chôn ai bút tông chúng ta muốn ra lệnh cái gì đó thì em sẽ làm bút tông chấm bích color bằng màu vàng bằng color chấm zero rồi right, chúng ta chạy lên thì nó tự động nó hiểu thôi ta bấm chuột phải cho chọn màu vàng bên này ta bấm chuột phải để chọn màu đỏ em thấy không như vậy là tới đây thầy đã hướng dẫn cho chúng ta xong cách thức à, chúng ta dùng cái còn test menu như thế nào à? cách kéo thả ra cách tạo các menu con bên trong còn test menu rồi cách gắn còn test menu cho một cần trôn nào đó trên giao diện và cũng như là cách gắn sự kiện cho nó và cụ thể là chúng ta phải biết được cái cần trôn nào đang được sử dụng tức là cần trôn nào đang được bấm chuột phải tại vì còn test menu nó là một cái menu cho phép chúng ta gì chia sẻ tức là nhiều cần có thể sử dụng lại còn menu đó nhưng vậy vấn đề là chúng ta phải biết là cái cần trôn nào đang sử dụng cái còn té menu phải bắt buộc chúng ta phải dùng cái chuột cần chôn để chúng ta chỉ chính xác cái cần cái chôn vừa được bấm chuột phải thì các em chú ý à, nhớ làm lại cái phần menu và còn té menu để chúng ta hiểu thêm về cách kéo thả nó ra à, cách tạo các nhãn cho cái menu cách đặt tên cách đưa hình ảnh vào cách làm chuột khất rồi à, cách bấm chuột phải vào để ra cái cần té menu cũng là gắn sự kiện cho nó thì đây là cái phần cơ bản trong phần menu, còn test menu phần kéo thả. Thì bây giờ thầy sẽ ví dụ một cái trường hợp nâng cao đó là chúng ta tạo cần trôn động và chúng ta gắn cái còn test menu động để chúng ta xử lý. Thì từ cái này, từ cái phần 1 này á. À, ví dụ bây giờ thầy kéo ra một cái panel này. Thầy kéo panel ra tìm đến nhóm container kéo vào đầu ra bây giờ thầy kéo một cái bút tông thầy muốn là tạo ngẫu nhiên một cái thông số nào đó để chúng ta xuất hiện các bút tông ngẫu nhiên và chúng ta gán cái còn tem menu cho nó trong quá trình nó thực thi tức là nãy giờ là thầy demo và yêu cầu chúng ta làm đó là kéo thả ra rồi chúng ta gắn cái còn tem cho nó nhưng bây giờ thầy muốn nâng cao hơn đó là chạy lên chưa gì cả nhấn nó mới xuất hiện các bút tông và các bút tông này chúng ta mới gắn còn tem cho nó Vậy thì cái bút tông 3 này chúng ta sửa lại ra là um, tạo bút tông ạ, à. tạo bút tông. Cái panel này chắc là thay đổi màu khác để chúng ta dễ nhìn. Bây giờ chúng ta vô cái phần back color. Ta đổi qua cái màu màu này đi. Rồi, cái panel tên là panel 1 ha, em có thể đặt tên là BM bút tông thì để sẵn là uh, panel 1 luôn. Bây giờ chúng ta double click vào cái bút tông này để chúng ta tạo nó. Đây chúng ta gọi là panel à chấm cần trôn. Uh, chấm chúng, chúng ta làm ngẫu nhiên đi ha random bằng new random rồi chúng ta làm khoảng 10 bút tông gì đó chúng ta làm for in y bằng 0 y nhỏ hơn 10 i cộng cộng Và tới đây chúng ta sẽ tạo bút tông như sau bút tông btn bằng new bút tông rồi bút tông chấm test sẽ bằng random chấm net của 100 gì đó rồi chúng ta có là bn banner1 chấm control chấm s để bút tông bây giờ chúng ta chạy lên à, chúng ta bấm coi nó xuất hiện các bút tông hay không bấm này à, nó bị chồng lắp lên như vậy thì chúng ta không nên dùng cái panel trong trường hợp này mà chúng ta dùng flow panel và chúng ta xóa cái panel đi chúng ta kéo cái flow panel ra để chúng ta không phải chỉnh cái tọa độ đỡ mất thời gian là kéo flow panel này ta kéo flow panel ra và chúng ta chỉnh hướng ví dụ là từ trên xuống Thầy chọn à, Thầy sẽ chọn Thứ nhất là Flow direction Thầy chọn là Top down Và phần Wrap content này Chỉ là bằng phone Và tôi là Chỉnh cái role Thiết lập cái role cho nó Tức là Auto role bằng true à, Tức là tự động Khi mà nó Nó nhiều Control nó nhiều hơn Cái giao diện của nó Thì nó xuất hiện cái roll ra Bấm start à, Nó báo gì đây Nó báo lỗi đúng không Thì ta sửa lại này cái này là flow uh, layer panel 1. Chúng ta vừa kéo ra đó, thay thế cho bạn chạy lên. Tạo, em thấy không? Vậy nó xuất hiện cái button này, như vậy làm vấn đề là làm sao để chúng ta gán cái còn tép menu mà chúng ta đã sử dụng cho cái right click và cái bấm chuột phải vào cái phải vào tui này, hai này này. Bây giờ thầy muốn là cái còn tép menu này cũng được tái sử dụng cho các button mà chúng ta vừa tạo ngẫu nhiên thì chúng ta xử lý như thế nào thì tới đây em cũng cho là bút tông này chấm còn test menu này còn test menu chúng ta gán à, còn test menu trip bằng còn test menu trip một chúng ta chạy lên ạ em bấm start à, chúng ta bấm tạo bút tông chúng ta bấm cho phải này thì nó cũng ra đúng không nhưng vấn đề là bây giờ là các bút tông này nó động các bút tông này động này thì làm sao chúng ta biết được là cái cái bút tông nào đang được chọn thì tương tự chúng ta cũng dùng cái chuột control thôi Cũng dùng chuột control là tự động ra như vậy ở đây chúng ta gắn chuột control như thế nào Ta chạy lên Này bấm cái phải này Red Green Yellow à. Mày rõ ràng là Khi chúng ta đã dùng chuột control Thì tự động hiểu luôn Ở đây này Chúng ta đâu cần viết code xử lý sự kiện cho cái tông này nữa Mà chúng ta bấm chuột phải trên nó rồi À, chúng ta chỉ cần gắn là còn tem menu trip thôi thì tự động nó hiểu là khi nhấn chuột phải à, khi nhấn vào cái menu nào trên còn cái menu đó thì tự động nó thông qua lệnh là số control nó sẽ chỉ đúng cái control mà chúng ta vừa bấm chuột phải do đó chúng ta thấy nó rất là tiện lợi à rất là tiện lợi chỉ cần một cái số control thôi mà nó sẽ bất chấp à nó tự động nó biết được là à, bất kỳ button nào bạn vừa bấm chuột phải thì nó đều hiểu đây chính là cái phần ví dụ về tạo cái bút tông trong quá trình phần mềm thực thi và gắn còn test menu cho nó như thế nào như vậy thì tới đây các em đã hiểu thêm được cái phần tạo còn test menu động ha các em nhớ làm lại bài này để chúng ta hiểu rõ về cái menu còn test menu phần kéo thả trực tiếp trên giao diện cũng như là phần gán cái còn tế menu trong quá trình thực thi chúc các em thành công